Rồi, chúng ta xem lại cái tổ chức start của cái chương trình này. Cái phần chấm chấm là cái phần start frame của hàm main. Thôi ta không có nói nó nữa nha. Bây giờ chúng ta đã bắt đầu từ start frame của hàm vân. Hàm vân là cái hàm bị có lỗ hổng đây. Thì hàm vân này các em thấy nó có một cái tham số, đó là chuỗi S. Thì S này là một con trỏ, nó là một cái chuỗi. Chúng ta thấy đây là cái chuỗi này. Cho nên về mặt thực chất thì nó là một con trỏ, nó sẽ trỏ đến cái vùng nhớ mà chứa chứa chuỗi S, nằm ở đâu đó thì mình không rõ trong bộ nhớ nha. Rồi. Trong hàm vân sau sau khi mà đưa cái S này vào thì chúng ta thấy là return address nó sẽ được đưa vào đây. Địa chỉ trả về. Thì thực ra cái địa chỉ trả về này đó, nó vì cái hàm vân này các em biết là nó được gọi trong này mà. Nó được gọi trong này. Cho nên là cái địa chỉ trả về này đó, nó là chính là địa chỉ của cái lệnh return này nè. Nha. Rồi. Trong hàm vân thì các em đã biết là vào trong mỗi cái hàm á, thì chúng ta luôn luôn có lệnh là push EBP. Thì cái push EBP thì chúng ta biết là EBP nó được đưa vào start. Thì tất nhiên là khi push EBP thì ESP nó nằm ở đây. Sau lệnh push EBP thì chúng ta có move EBP ESP. Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ làm cho EBP trỏ đến cùng cái vùng nhớ này. Thì cái lệnh này nè, nó sẽ làm cho EBP trở thành một cái ta gọi là base pointer. Base pointer tức là con trỏ cơ sở, hay còn ta còn gọi là stack frame pointer đó. Thì cái code ở trong cái hàm này nè, nó sẽ dùng cái base này để nó truy xuất đến các cái biến riêng hoặc là các cái tham số ở trên stack, như là chúng ta đã biết ở các bài trước. Đó. Rồi sau đó đó thì chúng ta sẽ thấy ở trong các cái hàm nó sẽ có thêm cái lệnh là sub ESP một cái giá trị. Thì cái giá trị này nè, nó chính là số byte dành cho các cái biến riêng trong cái hàm đó. Không? Số byte dành cho biến riêng trong hàm đó. Thì trong trường hợp này thì chúng ta biết là cái hàm này nó có 100 byte nha, hàm này có 100 byte buffer nè. Như vậy là ở đây chúng ta sẽ có 100 byte nha. Và chính sau cái lệnh này thì ESP sẽ chỉ đến đây. Cái ban đầu nó nằm ở đây, sub 100 thì ESP chỉ đến đây. Đó. Thì cái này chúng ta gọi là stack top, top of stack, đúng không? Đó. Và toàn bộ cái vùng nhớ này, toàn bộ vùng nhớ từ đây cho đến đây, chúng ta gọi là stack frame của cái hàm. Ở trong trường hợp này là chúng ta có hàm vân đây, stack frame. Đó. Đây, cái chương trình của tôi là chương trình của mình là chương trình CTF đúng không? Thì chương trình CTF nó đã có trong này. CTF tôi đã dịch rồi đây. Giờ chúng ta đánh GDB CTF. Bây giờ tôi discuss my phone. Discuss vân đi. Đó, thì các em thấy là trong hàm vân thì chúng ta luôn luôn có cái này nha, như là chúng ta nói cái đây mình nói ở đây không? Rồi
Bây giờ mục tiêu của cái này là gì? Mục tiêu của cái này là người ta yêu cầu chúng ta tìm cách để chúng ta cho cái hàm nó thực thi. Cái hàm my function nó thực thi. Và chúng ta biết là my function thì ở dưới này mình không có gọi gì cả. Ta không có gọi nó. Nhưng mà bây giờ làm cho nó chạy được. Thì cái việc mà làm cho một cái hàm chạy mà chúng ta không cần gọi á, thì chúng ta đã từng làm một cái bài gọi là bài flow. Thì trong đó chúng ta biết cái nguyên tắc á, là bình thường, thí dụ cái hàm vân này khi nó kết thúc á, thì khi hàm vân kết thúc thì chúng ta biết là chương trình nó tự động nó sẽ lấy cái địa chỉ trả về này, nó pop cái địa chỉ trả về này ra để nó quay về cái chương trình đã gọi nó. Thì từ cái cơ chế mà CPU nó sẽ tự động nó pop cái địa chỉ trả về này nè, thì chúng ta mới lợi dụng cái chuyện đó để chúng ta bây giờ muốn cho hàm my function thực thi, thì chúng ta sẽ lấy cái địa chỉ của hàm my function này chúng ta ghi vào đây nhá, ghi vào đây. Thì khi chúng ta ghi vào đây được á, thì lát nữa khi mà cái hàm nó quay về á, thì thay vì là nó quay về đây nha, thì nó sẽ chuyển điều khiển sang hàm my function đó. Đây là cái cách làm của bài flow. Vậy bây giờ muốn cho chương trình nó đi ghi lên đây nè, ghi lại lên đây, thì tôi phải biết địa chỉ của my function nha. Thì chúng ta muốn biết địa chỉ của my function thì cái này chúng ta đã biết rồi, chúng ta chỉ cần disjust my function ở trong GDB. Thì chúng ta sẽ thấy disjust my function, tức là chúng ta xem cái code của hàm my function á, thì chúng ta nhìn thấy ở đây địa chỉ của nó là chỗ này, đúng không? Đó. Đây chính là địa chỉ của my function. Thì chúng ta thấy trong my function thì nó cũng có lệnh push EBP, move EBP, ESP vân vân. Thì cái này là kinh điển rồi, bất kỳ cái hàm nào cũng có. Và bây giờ tôi sẽ ghi nhận lại cái địa chỉ này. Tôi sẽ ghi nhận lại địa chỉ đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm cách chúng ta ghi cái này vào đây thôi. Ghi vào chỗ này. Ghi cái giá trị này, này vào chỗ này. Nha. Đó. Thì muốn ghi vào chỗ này thì cái nguyên tắc từ trước chúng ta làm á, là chúng ta sẽ bắt đầu từ chỗ này. Chúng ta ghi đè lên các ô nhớ này, ghi cho đến tới đây luôn. Ghi đè lên đây luôn. Nha. Thì chúng ta phải tính thôi. Từ đây tới đây là 100 byte, ta đã biết. Cộng thêm vùng này là 4 byte là 104. Và như vậy chúng ta sẽ ghi 104 byte một cái giá trị gì đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ ghi cái giá trị 0804851B lên tại vị trí này. Thì lúc đó chúng ta chương trình nó sẽ chuyển điều khiển. Chắc chắn là chuyển điều khiển được. Phải không? Đó. Nhưng mà cái bài này nó phức tạp hơn cái bài flow ở chỗ đó, là khi chuyển điều khiển vào cái hàm này thì mình muốn cái câu này phải hiện ra. Cái câu này mà hiện ra có nghĩa là chúng ta đã giành được cờ rồi đó, ta đạt được mục tiêu, đạt được yêu cầu của cái bài này. Thì các em biết là để chương trình nó có thể đạt tới được tới cái điểm này thì nó phải vượt qua các cái điều kiện ở đây nha. Ở đây trong này chúng ta có ba cái lệnh if. Thì cái lệnh if thứ nhất đó là gì? Đó là nó phải kiểm tra xem có cái hàm này không, có xin lỗi có một cái file này không. Thì file này là file txt đó, file txt. Nếu có cái file này, nếu không có cái file này thì chương trình sẽ thông báo lỗi và dừng lại. Còn nếu có thì nó vượt vô đây. Thì chúng ta mới coi là cái hàm cái file này nè, nó lập cái file text và nó được đọc bằng cái lệnh fget. Trong cái lệnh này đó thì người ta đọc 64 byte. Đọc cái file này chép vào trong buffer ở đây. Và cái buffer này thì nó cũng đúng 64 byte. Như vậy có nghĩa là nếu mà mình cố tình mình ghi đè hay gì đó lên thì bằng cái cách làm bằng cái cách mà sử dụng cái file này là không được. Là vì cái này nó vừa đúng 64 byte, nó vừa đúng cái ô nhớ này thôi. Cho nên chúng ta không có dùng cái nguyên tắc buffer overflow trong trường hợp này được. Tức là chúng ta chỉ dùng cái file này có mặt để làm sao để chúng ta vừa qua được cái lệnh if này. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, tức là khi vừa qua được cái này rồi thì câu này sẽ được in ra. Phải không? Rồi, sau khi vượt qua được một chướng ngại vật rồi thì chúng ta mới kiểm tra cái chướng ngại vật thứ hai. Đó là chúng ta phải kiểm tra xem cái bí quy này, P này nè, nó có bằng cái này hay không. Nhớ nha, tại vì nếu nó khác á, nếu khác thì nó lại đúng cái điều kiện ở đây. Và khi nó khác thì nó lại vô đây nó in ra, coi như mình thất bại. Phải không? Nếu về P khác cái này là thất bại. Còn nếu mà quy khác cái này, qua được cái này rồi xuống đây quy khác thì cũng thất bại. Cho nên chỗ này chúng ta buộc phải làm sao cho P nó bằng với cái giá trị này nha, và quy bằng với giá trị này. Thì khi bằng giá trị này đó thì nó vượt qua cái điều kiện ở đây, và khi bằng giá trị này thì vượt qua điều kiện ở đây. Đó. Thì ở đây có một cái vấn đề mà mình lưu ý, đó là
cái hàm my fun này nè, khi mà chúng ta gọi theo cái cách là chúng ta lấy địa chỉ của nó ta chép vào đây á, thì my fun sẽ được tự động gọi. Tuy nhiên khi nó được gọi á, thì cái cách gọi này là cách gọi gọi là ta tạm gọi là không chính quy. Là vì sao? Thí dụ ở đây tôi gọi á, thì lúc mà nó gọi thì nó phải chuẩn bị stack. Và các em để ý là khi ở đây khi chúng ta gọi á, thì cái tham số này khi nó đưa vào stack á, thì nó nằm ở đây nha. Rồi địa chỉ trả về đưa vô, tức là gì? Tức là toàn bộ cái phần này nè, trở xuống đây á, ta nhớ đó là caller thực hiện. Caller sẽ thực hiện cái chuyện đó nha. Còn từ đây trở lên nè là callee thực hiện. Callee tức là cái hàm được gọi nó sẽ thực hiện. Còn hai cái này là caller thực hiện. Thế thì trong trường hợp này các em thấy là khi mà chúng ta gọi theo cái cách mà mình làm myfun này nè, thì không có caller một cách chính quy. Chúng ta không có caller, cho nên địa chỉ trả về không có. Và cái tham số của các hàm này, của cái hàm myfun, nó sẽ không được đưa vào stack. Tức là PQ thực tế là không có nha, PQ không có. Tuy nhiên cái code này nè thì nó không biết nha, nó không biết, nó chỉ biết là cứ lấy P so ở đây, Q so ở đây. Tức là thực ra là PQ thì không có, nhưng mà trong code thì nó vẫn cứ lấy P nó so, lấy Q nó so. Thì chúng ta xem lại code đây nha, ta xem code này. Đây chúng ta coi cái chỗ nào là PQ đâu. Đây chúng ta nhìn cái hàng này, hàng này 4081211 nó chính là cái hàng mà chúng ta phải so sánh với P. Thì các em để ý là P á, là nó lấy ở đâu? Nó sẽ lấy ở vị trí là EBP cộng 8 nha. Còn cái giá trị này là giá trị Q nè, thì nó lấy là EBP cộng 12. Thì tại sao có hai cái này? Thì chúng ta còn nhớ là trong cái phần hợp ngữ chúng ta đã biết á, thí dụ tôi lấy ví dụ một cái hàm nào đó EBP, tức là cái con trỏ cơ sở nằm ở đây nè, thì khi chúng ta lấy EBP cộng 8, tại vì mỗi phần tử là 4 byte mà, như vậy nó cộng 8 thì nó cộng tới đâu? Nó sẽ lấy cái địa chỉ của cái tham số đầu tiên, phải không? Đó. Rồi cộng 12, cộng 12 tức là 8 cộng thêm với 4 nè, thì chúng ta sẽ lấy được, ta lấy được tham số thứ hai. Tham số thứ hai tức là tham số nằm dưới này nha. Đó. Thì trong cái hàm myfun thì nó đâu có biết, nó chỉ biết là gì? Khi mà nó biên dịch ra thì cứ EBP cộng 8 là P mà EBP cộng 12 là Q. Đó. Như vậy thì PQ thực chất không có, thực chất là PQ không có. Nhưng cái hàm này thì nó vẫn cứ lấy tại những cái vị trí PQ, những cái ô nhớ tại vị trí mà nó tưởng là PQ để nó so sánh. À, như vậy thì chúng ta muốn để có thể vượt qua được những cái vị trí này thì chúng ta phải giả tạo ra tại các vị trí PQ những cái giá trị này. Thì hầu hết những cái bài mà các em làm á, thì thấy là các em vô trong cái hàm này rồi, thì chúng ta sẽ dựa vào cái chỗ này để chúng ta xác định cái vị trí P và Q, rồi chúng ta mới dùng cái lệnh set trong GDB để chúng ta gán cái giá trị vào. Thì các em làm cách đó cũng được nha, cách đó cũng được. Cái cách làm của tôi á, là tôi sẽ gán từ bên ngoài luôn. Bằng cách là gì? Bằng cách là chúng ta thử xác định chính xác xem PQ nó là bao nhiêu, nó nằm ở vị trí nào nha, PQ nằm ở vị trí nào trong này. Đó, và tôi sẽ gán giá trị trực tiếp vào đây luôn trước khi vào chạy chương trình, để khi nó chạy đó thì nó sẽ bốc đúng cái giá trị PQ này ra nó so sánh. Đó, cái ý tôi là như vậy. Mà muốn gán trực tiếp ở đây thì chúng ta phải xét xem là cái giá trị EBP khi mà hàm myfun được gọi nó nằm ở đâu nha. Thì từ cái EBP đó chúng ta cộng 8 thì nó sẽ ra giá cái vị trí của P, và EBP cộng 12 nó sẽ ra vị trí của Q. Đó, cái cách mà tôi làm là như vậy nha. Thì bây giờ chúng ta mới xem thử xem là khi mà hàm myfun được gọi thì EBP nó nằm ở đâu nha, để chúng ta có thể đưa vào giá trị cộng 8 là P và cộng 12 là Q. Rồi, bây giờ chúng ta mới xem lại nha. Chúng ta mới xem lại khi mà hàm vân kết thúc. Bởi vì khi hàm vân kết thúc á, hàm vân kết thúc có nghĩa là cái phần stack chỗ này nó sẽ được giải phóng nè nha. Thì nó sẽ pop cái giá trị này ra và chuyển mệnh điều khiển đến myfun. Cho nên chúng ta mới thử xem là khi hàm vân kết thúc thì
thì ABP là bao nhiêu? Tôi vô cái chỗ này đây. Nha. Rồi, chúng ta nhớ lại là khi hàm vân kết thúc thì chúng ta luôn luôn có những cái lệnh này. Không phải hàm vân mà bất kỳ hàm nào. Khi nó kết thúc thì chúng ta luôn luôn có cái này. Chúng ta xem hàm vân nha. Khi kết thúc thì chúng ta luôn luôn có hai cái lệnh này. Nha, phần hợp ngữ là chúng ta đã biết. Được chưa? Thì bản chất của lệnh đó là gì? Bản chất của lệnh leave đó là move ESP EBP rồi pop EBP. À, cái này chính là lệnh leave. Và kết thúc thì là lệnh return. Đó, ta thấy lệnh leave là lệnh return này. Nha. Thì gốc của lệnh leave đó là move ESP EBP và pop EBP. Thế bây giờ ta xem lại cả hai cái này thực chất nó làm gì. Thì cái lệnh move EBP ESP đây, khi mà hàm vân đang gọi thì chúng ta biết là EBP nó đang nằm chỗ này. Nha, còn ESP nó nằm ở đây. Còn EBP thì ở đây. Ha. Thì lệnh move ESP EBP tức là làm cho ESP có giá trị bằng EBP hay khác đi là gì? EBP sau cái lệnh này nè, EBP sẽ trở ở đây. Tức là trở đến cái vị trí trước khi cấp phát biến riêng. Hay nói cái đi là gì? Cái lệnh này nó sẽ có tác dụng là giải phóng toàn bộ cái biến riêng của hàm vân. Giải phóng toàn bộ cái buffer này. Cái biến buff của hàm vân này. Nha, giải phóng toàn bộ cái này. Rồi sau đó thì gì? Sau đó thì sau khi giải phóng xong thì ESP nằm đây. Chúng ta mới pop EBP. Khi pop EBP á, thì cái giá trị EBP ở đây nè, nó sẽ được chép vào EBP chỗ này. Nha, cái giá trị ở đây nhé, nhắc lại giá trị ở đây sẽ được chép vào đây. Phải không? Còn ESP á, thì nó sẽ, vì cái này pop ra mà, vì đây pop ra cho ESP nó sẽ chỉ đây. Tức là lưu ý lúc đó là không còn cái này nữa nha. Không còn này nữa. Đó, ESP chuyển đây. À, chuyển đây xong, lập lệnh return thì rõ ràng là cái địa chỉ này sẽ được pop ra. À, địa chỉ này được pop ra. Đó. Thì khi pop ra thì chương trình nó sẽ chuyển điều khiển đến MyFun. À, chuyển đến cái địa chỉ này nè. Chuyển đến MyFun. Đó. Thì khi mà cái địa chỉ này được pop ra, thì ESP sẽ chỉ đến đây. À, chúng ta để ý nha. ESP sẽ chỉ đến đây. Sau khi đi này được pop ra. Nha. Thế khi vào MyFun, khi cái pop ra tức là chuyển điều khiển vào MyFun thì trong MyFun chúng ta thấy nó có hàm nè. Chúng ta có lệnh này, push EBP. Nha, push EBP. Như vậy cái EBP hồi nãy lấy ra đó, hồi nãy nó lấy ra ở đây nè. Nha, giờ nó push lại. Giờ nó push vào đâu? Nó sẽ push vào đây. Cái lệnh này nè, nha, EBP push vào. Và khi push EBP vào đây thì ESP sẽ chuyển đây. Ta để ý nha, ESP chuyển đây. Đó. Rồi move ESP EBP như vậy EBP sẽ chuyển đến đây. Đấy. Nha, EBP chuyển vị trí này. Cái này bây giờ trở thành frame pointer. Nha, frame pointer. Đó. Rồi trong này người ta mới sub ESP gì đó thì đó là cái chuyện của cái hàm MyFun. Phải không? Đó thì mình không quan tâm là vì sao? Vì chúng ta quan tâm là cái EBP. Vì trong này chúng ta nhớ là lúc nãy chúng ta có cái chuyện là gì? EBP cộng 8 thì lấy được P và cộng 12 lấy được Q. Đó. Như vậy EBP ở đây tôi cộng với 8 thì đây nè. Ở đây là 4 nha. Ở đây là cộng 4 nè. Đây cộng 8. Như vậy P ở đây. Và kế P là Q. Được chưa? Đó. Vậy thì tôi biết, tôi thấy là gì? À, khi mà chúng ta gọi MyFun như vậy thì cái EBP của MyFun nó nằm ở vị trí này. Nó cao hơn so với EBP cũ. À, cao hơn so với EBP cũ. Đó. Cho nên là bây giờ tôi, nếu mà tôi muốn chèn từ ngoài á, từ ngoài vô, thì chúng ta nhớ lúc nãy là gì? Từ đây tới đây,
Từ đây tới đây nhé, là chúng ta có 100 bài nè. Phải không? Bây giờ chúng ta phải cộng với bao nhiêu? Chúng ta phải cộng với, tức là chúng ta có 100 bài nha. Của buffer nè. Chúng ta mới cộng tiếp với cái gì? 100 bài buffer là từ đây nha, tới đây. Chúng ta mới cộng tiếp với 4 bài. Cái 4 bài này là của EBP cũ. EBP cũ. Đúng không? Đúng này. Rồi sau đó thì tôi mới cộng với 4 bài EBP. Tôi mới cộng với 4 bài nữa nha, 4 bài nữa. À không, chỗ này chính là cái return address rồi. Trên chỗ này tôi phải cộng với gì? Tôi phải cộng với lại cái giá trị là 0x08 04 851B. Đúng không? Này nó nằm ở đây. Đó. Rồi sau đó tôi mới ghép với 4 bài nữa. À 4 bài nữa thì nó đè lên cái S này. Đúng không? Cộng với 4 bài nữa. 4 bài này nhớ nhé. Nhớ là 4 bài này là nó đè lên cái vị trí S ở đây. Được chưa? Rồi sau đó thì mới đến, sau đó mới đến P và Q. Đó. Rồi. Như vậy thì chúng ta bắt đầu tải chèn. À, bắt đầu tải chèn. Tôi sẽ chèn trực tiếp từ dòng lệnh luôn nha. À, tôi sẽ chèn này. CTF. Đầu tiên là chúng ta cần 100 bài ký tự gì đó thì tôi cho là chữ A, 100 bài. Cộng tiếp với 4 bài ở đây. Thôi tôi ghi vậy, tôi ghi đây là 104 luôn. Được không? Rồi sau đó thì tôi cộng với cái giá trị này. Giá trị này khi viết vô đây thì chúng ta phải viết ngược lại. Rồi tôi mới cộng tiếp với lại 4 bài ký tự gì đó à, cái chỗ giá gì này sẽ đè đây. Đấy không? Thì bây giờ tôi sẽ chèn vô là gì? À, thí dụ tôi lấy chữ B đi. Rồi kế đến là chúng ta mới chèn Q vô, à, chèn P vô. À, P thì chúng ta biết là giá trị là, đây là giá trị P. Đây là 11. Một 208. Giá trị P. Rồi kế đến là giá trị Q. Giá trị Q là giá trị này. 62. Bốn hai. Sáu bốn. Bốn bốn. Đóng ngoặc, để đóng ngoặc print này. Cái này là nháy của print này. Xong rồi chúng ta đóng Python này. Đó, chúng ta thấy là báo là my phone is rich, you got the flag. Đó. Là chúng ta chèn một cái là nó ra luôn kết quả. Phải không? Thì thực ra tới đây là đạt yêu cầu rồi các em. Nha, tới đây đạt yêu cầu. Tuy nhiên các em thấy là sau này khi mình đi tấn công á, mình đi tấn công á thì thường thường người ta phải làm rất là kỹ. Sau khi các em tấn công, thì mặc dù mình đã tấn công thành công rồi, nhưng mà mình nên xóa dấu vết để cho cái người mà người ta chạy cái máy đó, đó người ta không thấy có gì đó bất thường. À, không thấy bất thường. Ở đây thì các em thấy là nó có cái bất thường là hiện ra cái câu này. À, thì tự nhiên cái người chạy chương trình mà người ta tinh ý một chút là người ta thấy nó, ủa sao mà khi mình chạy cái chương trình này nó không sao mà tự nhiên hôm nay nó lại có cái này. Tức là tự nhiên đó là bất ngờ ngay. Thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách chúng ta xóa dấu vết luôn. Xóa dấu vết luôn. Nha. Thì sau này các em học, các em biết là trong cái kỹ thuật tấn công á, nó có nhiều bước.
Thì cái bước cuối cùng á, cái bước cuối cùng ta gọi là bước covering track. Bước cuối cùng covering track tức là xóa dấu vết. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm cách ta xóa dấu vết luôn, không cho hiện cái này ra nữa. Thì cái nguyên tắc xóa dấu vết thực ra nó cũng đơn giản lắm. Chúng ta đã biết trong cái tấn công Return to Libc á, là chúng ta đã có một cái cách chúng ta gọi cái hàm system, xin lỗi, gọi cái hàm exit, hàm exit của system. Thì khi mà các em gọi hàm exit á, thì chương trình nó kết thúc một cách tốt đẹp, nó không có hiện ra gì cả, kết thúc bình thường, quay về hệ thống một cách bình thường. Đó, thì ở trong trường hợp này các em biết là đối với hàm MyFun thì chúng ta khi mà chuyển điều khiển đi á, lúc mà kết thúc hàm MyFun á, thì nó sẽ, chúng ta khi kết thúc hàm MyFun thì cái EBP á, nó sẽ chỉ đến đây, ESP sẽ chỉ đến đây nha, ESP sẽ chỉ chỗ này. Cho nên là tức là nguyên tắc là bây giờ EIP nó cũng nằm ngay phía trên của EBP. Cái nguyên tắc là như vậy, EIP luôn luôn nằm ở trên EBP. Cho nên khi kết thúc hàm MyFun thì MyFun nó sẽ nhảy vào trong stack và nó lấy cái giá trị này ra nè, nó làm địa chỉ trở về. Đó. Nhưng bây giờ các em thấy là cái địa chỉ này hiện giờ nó đang được điền bởi cái gì? Nó điền bởi cái giá trị 4 chữ B nè. Cho nên nó nhảy đi đâu đó, nó không phải là một cái đoạn code hợp lệ, thành ra là nó sinh ra cái lỗi này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách chúng ta điền cái địa chỉ của hàm exit vào đây. Thì khi kết thúc MyFun thì nó sẽ quay về, nó gọi exit. Và khi nó gọi exit thì các em chắc ăn rồi là nó sẽ không báo lỗi gì cả. Đó. Cho nên ở đây chúng ta sẽ vào trong GDB. Chúng ta xem thử xem là hàm exit nó nằm ở đâu, nó có địa chỉ bao nhiêu. Thì chúng ta dùng lệnh info function. Info function. Thì hàm info function thì nó sẽ hiện ra tất cả những cái thông tin về các cái hàm hệ thống mà GDB nó đang vote load vào trong bộ nhớ. Thì chúng ta thấy là trong cái chương trình của mình á, thì chúng ta có những cái lệnh print nè, chúng ta có lệnh fget nè, chúng ta có lệnh string copy nè, chúng ta có lệnh put nè, phải không? Rồi trong này chúng ta thấy có lệnh file open nè. Đó, chúng ta có myfun nè, chúng ta có run nè. Ngoài ra chúng ta thấy có exit. Exit này chính là hàm hệ thống nha. Thì đây là chính là địa chỉ của exit. Vậy bây giờ chúng ta sẽ lấy cái địa chỉ này, chúng ta thay vào cái vị trí mà lúc nãy chúng ta điền ở đây. Ở đây nãy mình điền bằng 4 chữ B, bây giờ chúng ta sẽ điền bằng cái giá trị là 080483E0. Tôi viết ở đây 080483E0. Đây là địa chỉ của exit. Đó. Rồi bây giờ chúng ta thoát ra ngoài. Chúng ta lấy lại cái lệnh này. Và bây giờ tôi sẽ sửa 4 bài này thành địa chỉ của exit E0 83 04 08. Đây, enter. Đây, chúng ta thấy là kết thúc rất là đẹp, đúng không? Chúng ta thấy my fun is rich, you got the flag. Và cuối cùng là chương trình kết thúc một cách bình thường. Thì nó thực hiện được cái mục tiêu đó là covering track, xóa dấu vết. Thì nếu mà các em thích làm hacker thì các em nhớ làm cái chuyện này. Còn trước giờ thì mình chỉ cố tình mình làm để làm sao cho mình có thể đạt được cái mục tiêu tấn công mình thôi. Còn cái chuyện mà che dấu vết ta chưa làm. Thì bây giờ nhân tiện cái bài này thì tôi hướng dẫn các em cái cách để chúng ta xóa dấu vết.